Dạ vâng, tiếp nối chương trình cho phép Quang Thanh gửi đến hai câu vọng cổ trong lớp trích đoạn Cung Phi Điệp Bích của Xuân Giả Hoàng Công Khanh. Quyền Quang ơi, em muốn hỏi chàng là cớ sao trên trời tiếng anh lời kể mỗi khi chiều buông nắng xế, nghe chập chờn thấp thoáng bóng hoa rơi thì cảm ơn Khanh Hoa thân thương anh.